không tính luôn. Còn dưới đây, 1, con đếm coi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con gấp được 7 tờ giấy. Thế còn đội màu vàng, con đếm với cái bàn nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14. 14 tờ giấy. Thế thì kết quả sẽ là đội màu đỏ, con hầu như không gấp, con chỉ nhập tới lại chơi thôi, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh, con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và cuối cùng, đội màu vàng, con gấp rất nhanh và gấp rất đẹp, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Cả 3 thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình. Và chúng ta hãy cùng trở lại với giải vô địch Hạng Long. Phần thi gấp giấy, đội đỏ 4 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng vươn lên 5 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và trở lại với 3 thí sinh của chúng tôi trong một phần thi mang tên uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người dây nhi được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nào, xin mời các thí sinh bước vào chỗ ngồi của mình. Và 2 phút 30 giây cho phần thi uống sữa bắt đầu. Bình sữa tới. Thí sinh đội màu xanh uống rất nhanh, con thích uống sữa. Nè con. Bạn. Một thí sinh quyết định bỏ cuộc và chơi thôi hả bố? Cha, đội màu xanh con uống rất nhanh. Uống tiếp đi con, uống tiếp. Uống sữa đi. Chúng ta đã sắp hết giờ rồi, cùng đếm với đình toàn. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thế nào, chú Toàn xem bình sữa của đội màu đỏ nào. À, còn lại 15ml. Cảm ơn con. Đội màu xanh, chú Toàn thấy là con đã uống hết rồi. Thế còn đội màu vàng, chú Toàn mượn bình sữa xem sao còn nguyên vậy con trai. Cái này bình sữa hay điện thoại mà. Alo, rồi alo đi. Dạ, rồi con cầm alo đi. Vậy thì kết quả sẽ là đội màu xanh con rất giỏi và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Ok, đội màu vàng. Xin cảm ơn cả 3 thí sinh, cảm ơn phần trợ giúp của quý phụ huynh. Và chúng ta hãy cùng trở lại với giải vô địch Hạng rồi. Phần thi uống sữa kết thúc với số điểm đội đỏ 6 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng cũng 6 điểm. Mời quý vị trở lại với giải vô địch Hạng rồi. Và các thí sinh sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên thầy tả. Trong vòng 2 phút 30 giây, các con sẽ thay tả cho em bằng cách tháo cái tả cũ ra, bôi phấn ở phía trước, phía sau. Khi nào chú Toàn có hiệu lệnh thì con bắt đầu làm.
sau đó mặc một cái tã mới vào. Ai mặc tã đúng nhất và đẹp nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì mặc được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Cho chú Toàn hỏi ở đây, ai biết thay tã cho em bé giơ tay lên. Chưa, chú Toàn chưa có hiệu lệnh mà. Khi nào chú Toàn bắt đầu các con hẳn thay nha. Bây giờ ai biết thay tã cho em bé giơ tay lên. Hay quá, con biết thay không? Ai cũng biết thay hết. Thay tã cho em bé để làm chi vậy con? Ồ, để cho hâm bả hả? Để được đúng không? Rồi thay tã thì phải sức phấn đúng không? Sức phấn để làm chi? Sức phấn cho em bé làm chi? Hâm bả. Bây giờ chú Toàn sẽ cho các con mỗi bạn một cái tã mới. Đây rồi. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thay tã cho em bé chúng ta nào. Bắt đầu. Xem coi. Rồi, để cho chú Toàn coi. Cô chú con mặc chưa xong để chú Toàn xem nào. Xong rồi nè. Phải không? Chú Toàn bỏ tay ra thử nha. Một bạn đội màu đỏ đâu? Chú Toàn xem con mặc tả cho em như thế nào nào. Wow. Con mặc có một chân thôi. Rồi, cảm ơn con. Thế còn đội màu xanh. Mặc mấy chân? 2 chân. May quá, con mặc được đủ 2 chân. Vậy thì con nhận được 3 điểm về cho đội màu xanh. Đội màu đỏ, con mặc 1 chân cho em, con nhận được 2 điểm về cho đội màu đỏ. Đội màu vàng, không mặc được chân nào hết, con nhận được 1 điểm về cho đội màu vàng. Một lần nữa xin chúc mừng cả 3 bạn đã hoàn tất phần thi của mình rồi. Chúng ta hãy cùng đến với giải vô địch hạng nặng. Phần thi thay tã, đội đỏ 8 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 7 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Giỏi lắm. Chú Toàn muốn hỏi đội màu xanh, con mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi là tuổi con gì hả con? Con dê. Con dê nó kêu làm sao? E. Dê mà kêu e vậy đó hả? Nó kêu bè. Đúng không? Thế còn đội màu vàng, Bạn Kỳ Thanh có biết là cái bàn tay của chúng ta dùng để làm gì không con? Để ăn, để chơi. Để làm gì nữa? Để viết. Để viết. Có dùng để múa không Kỳ Thanh? Dạ có. Múa làm sao con? Múa làm sao? Đẹp quá. Thế còn đội màu đỏ hơn đúng không? Dạ. Con nói với Toàn nghe, mỗi người có mấy bàn tay? 5. Nằm ở đâu mà 5 bàn tay? Con có mấy bàn tay? 5. Rồi, 1 bàn tay có mấy ngón tay? 1. Mỗi người có 2 bàn tay. Mỗi bàn tay có 5 ngón tay, con nhớ nha. Thế còn bạn trai?
Một bàn tay có mấy ngón tay? Một ngón. Hay có cái một ngón, con xẹp tay ra chúng ta coi coi. Xẹp tay ra. Rồi đếm coi có mấy ngón tay. 1, 2, 3, 4. Vậy là con cũng chỉ có 4 ngón tay thôi hả? Vậy thì hai bàn tay con có được bao nhiêu ngón tay? Nếu như hai bàn tay thì mình có bao nhiêu ngón tay? Hai ngón. Bây giờ thì cũng còn có hai ngón thôi. Thôi được rồi, ngoài bàn tay để viết nè, để ăn cơm, để vẽ đúng không? Bàn tay còn dùng để bắt tay nữa đúng không? Bắt tay với chú Toàn nào. Đội màu vàng. Đúng rồi, chúng ta hãy bắt tay để chúng ta chuẩn bị bước vào một phần thi mang tên vẽ bàn tay. Rất đơn giản, khi có hiệu lệnh chú Toàn, các con sẽ ngồi xuống, đặt bàn tay của mình lên giấy, sau đó dùng một bút màu và vẽ theo hình của bàn tay của mình. Nhớ nha, sau 2 phút 30 giây, ai vẽ được nhiều điểm, người dây nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ cả ba bạn bước vào chỗ ngồi. Các con bước vào chỗ ngồi. Và 2 phút 30 giây dành cho việc vẽ bàn tay bắt đầu. Hãy lấy bút màu ra. Chú Toàn nhìn thấy đội màu vàng đang hoàn thành rất nhanh công việc của mình. Wow, của mình, nhớ chưa? Nhớ là vẽ đủ 5 ngón tay nha, con muốn vẽ đủ 5 ngón tay, con phải băng rộng cái ngón tay ra. Cầm lên. Cầm lên, cầm thiệt là cầm lên, đúng rồi. Nhớ là phải đủ 5 ngón tay mà phải đẹp nữa mới được nha. Xong rồi hả? Giỏi quá, con đã hoàn thành rất nhanh. Và chúng ta sẽ chờ hai bạn còn lại nha. Chuẩn bị, bây giờ sẽ là những giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nào, dừng bút lại, cả ba bạn dừng bút lại. Đội màu đỏ. Rồi, con đặt bút xuống. Đội màu xanh đặt bút xuống. Rồi, phát tay lại giống như đội màu vàng chứ Toàn coi coi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đội màu đỏ nha. Bàn này mới có 1 ngón tay thôi. Không đúng. Đây đủ 5 ngón tay. 1. Có cái ngón này hơi ngộ ngộ ha. Mà thôi cũng được đi. 2. Chà. Vẽ gì đây? Rồi 3. Chú Toàn cũng chấp nhận luôn. 4 bàn tay. Thế còn bàn tay. Chú Toàn xem con nào. Con vẽ rất đẹp. Con cái hơi to ha, không sao. 1. Đẹp lắm. 2. Bây giờ thì con này to. 3 4 5. Đếm với chú Toàn coi. 6 7 8 9 bàn tay. Thế còn đội màu vàng, Kỳ Thanh, con vẽ cái gì đây? Nó lợp vậy con. Ồ, ngón tay bự quá. 1. Rồi, cái này cũng chấp nhận đi. 2. Viết về chỗ ngồi nhanh lên. Rồi, tạm được. 3. Được luôn. 4. Chà, lần này các bạn nhỏ chúng ta vẽ những cái ngón tay nó mập ú à. 5. Đảo. Cái này cái gì đây? Bàn tay hay cái bông? 5 ngón chúng ta vẽ cái tính. 7. 8. Bàn tay này có mấy ngón đây Kỳ Thanh? 4 ngón thôi, cái này không tính. Và cái này cũng 4 ngón. Vậy thì điểm số sẽ như sau. Đội màu đỏ, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Kỳ Thanh, con vẽ rất nhanh, tuy nhiên có 2 bức tranh chỉ có 4 ngón thôi. Con nhận được 2 điểm về cho đội màu vàng.
đội màu xanh con vẽ rất đẹp, rất cẩn thận và con nhận được 3 điểm về cho đội màu xanh. Nào, một lần nữa hãy giơ đôi bàn tay lên cho mọi người thấy. Hãy chào tạm biệt mọi người và chúng ta tiếp tục đến với siêu quậy tí hon hạng nặng vòng 2. Phần thi vẽ bàn tay, đội đỏ 9 điểm, đội xanh 12 điểm và đội vàng 9 điểm. Chúc mừng đội màu xanh. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và các thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên Chỉ Đổ Bà Thôi. Ở trên sân chú Toàn có rất nhiều những vật dụng, những trái banh, những trái cây được dán những con số 3, số 1, số 2, số 4 vân vân. Nhiệm vụ của các con là khi có hiệu lệnh, các con sẽ cùng cầm giỏ lên và đi nhặt những vật dụng nào có số 3. Nhớ là chúng ta chỉ nhặt số 3 thôi nha. Và bỏ vào rổ. Sau 2 phút 30 giây chú Toàn sẽ đếm, ai nhặt được nhiều số 3 nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người nhặt ít nhất sẽ nhận được 1 điểm. Chúng ta hãy cùng nhau mỗi bạn xách một cái giỏ lên. Và nhớ chỉ nhặt số 3 mà thôi. 2 phút 30 giây bắt đầu. Bước lên và nhặt lấy những cái gì có số 3, nhanh lên. Nhớ là chỉ số 3 mà thôi nha. Con hãy nhặt tất cả các màu luôn, không cần phải một màu xanh, tất cả các màu. Nhớ càng nhiều càng tốt, rồi nhưng nhớ chỉ số 3 thôi. Thời gian không nhiều lắm cho nên hãy tìm thật kỹ và nhặt thật đúng. Chuẩn bị hết giờ. 5, 4, 3, 2, 1, dừng lại. Các bạn xách giỏ về đây nhanh lên. Con nhắm là con nhiều hơn bạn không? Thử nha, con bắt đầu đếm nào. 1, 2, 3, 4. Cái này mới là 10. Cái này là số 1, không tính. Tiếp tục, 11. Chưa được, số 2, bỏ qua. 12. Mười tám và 19 trái banh có số 3. Rồi, con đứng chờ chú Tài một chút. Thế còn đội màu đỏ, con bắt đầu đếm những số 3 của mình nha. Đếm nào. 2 3 4. Hai mươi tám trái banh có số 3. Thế còn con Kỳ Thanh, con thấy là con có nhiều nhất hay ít nhất? Bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, 4. Ba mốt 32 trái banh có số 3. Vậy thì rất rõ ràng về điểm số của các con sẽ là con nhận được 1 điểm về cho đội màu xanh. Đội màu đỏ con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Con nhảy cao lên, con nhận được 3 điểm về cho đội màu vàng. Rất là bất ngờ. Và tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Phần thi chỉ số 3 thôi. Đội đỏ 11 điểm, đội xanh 13 điểm và đội vàng 12 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi.
ngày hôm nay của chúng ta đã khép lại với kết quả như sau. Đội màu đỏ có 11 điểm nhận quy chương đồng với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu vàng được 12 điểm nhận quy chương bạc, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng. Và cuối cùng, đội màu xanh đã xuất sắc có được 13 điểm nhận quy chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3 triệu đồng. Thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Dianda. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi và quan tâm đến chương trình này. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào lúc 19 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Chào tạm biệt.